Tại khu vực phía Nam, hôm nay đoàn công tác của Tổng cục Chính trị cũng đã kiểm tra Sư đoàn 302 và Lữ đoàn Phòng không 77, Quân khu 7. Qua kiểm tra cho thấy, Sư đoàn 302 đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, quan tâm chăm lo đến đời sống bộ đội, triển khai hiệu quả các mô hình cán bộ phụ nữ ba sỏi, chi bộ năm tốt, đảng viên năm tốt, mẹ đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do dịch COVID-19. Với Lữ đoàn Phòng không 77, đơn vị đã nâng cao chất lượng đối thoại dân chủ giữa cấp trên và cấp dưới, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phát huy tốt các thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, duy trì hiệu quả các mô hình đoàn viên năm mẫu mực, chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm, diễn đàn hội thi chiến sĩ phòng không với bầu trời Tổ quốc.